Chào các bạn, thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu giày len cho bé với họa tiết trang trí hình sư tử như thế này. Ở phần qua mình có làm cài nút để điều chỉnh cho vừa với cổ chân của bé. Mặt đế thì có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi. Đối với cái họa tiết trang trí ở phía trước hình sư tử như thế này thì mình có khâu trực tiếp vào trong thân giày và có móc họa tiết bờm ở phía ngoài. Ở phía sau gót giày thì mình có làm một họa tiết đuôi nhỏ cho cái phần gót giày của mình nó thêm xinh xắn hơn. Đây, một mẫu giày len có trang trí họa tiết sư tử như thế này. Thì đối với mẫu giày này, dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Kim móc mình sử dụng kim móc 2 đầu và dùng đầu số 4. Hoặc là nếu không có mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có cái đầu kim nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len nha, cho cái mũi móc của mình được chắc chắn hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len, kim khâu len, mình dùng để khâu họa tiết trang trí sư tử vào thân giày nè. Đây, khâu vào trong thân giày. Một hạt nút dùng để cài phần dây quai, cũng như là mắt và mũi để trang trí cho họa tiết sư tử ở phía trước. Và một lớp đế xốp, ở đây mình đã cắt sẵn. Thì đối với mẫu đế này mình cũng có hướng dẫn ở clip móc đế giày rồi, mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Và khi cắt thì ta có thể cắt bo lại để phân biệt chiếc trái phải nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân trước. Ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế như thế này, thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha. Đối với mẫu giày này mình làm 12 cm, nên cái xích đầu tiên sẽ là 17 mũi xích. Và cái vòng móc ngoài cùng sẽ là mũi nửa kép nè. Đây, mũi nửa kép ở vòng ngoài cùng. Và mẫu giày này mình có dán đế ở phía dưới, nên mình sẽ để mặt trái xuống phía dưới và đưa mặt phải lên trên ha. Ở hàng móc đầu tiên thì các chân móc của hàng móc đầu tiên này nó sẽ có hai cái mũi móc ở mỗi chân nè. Thì ta sẽ đâm kim vào cái chân móc ở phía trong ha. Đây, toàn bộ các mũi móc của hàng đầu tiên này đều đâm kim cho mình vào chân móc ở phía trong như thế này ha. Hai chân nè thì đâm kim vào chân ở phía trong. Khi đã hoàn tất mặt đế rồi, tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó quay ngược đầu móc lại thì ta đưa mặt trái xuống phía dưới ha. Quay mặt phải lên phía trên như thế này nè. Chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi nửa kép. Ta cũng móc vào chân ở phía trong ha. Tất cả các cái mũi móc đều móc cho mình vào cái chân ở phía trong nè. Móc vào đây một mũi nửa kép. Ở mặt đế xốp vào ngoài cùng mình móc mũi nửa kép, cho nên hàng móc đầu tiên của phần thân giày mình sẽ sử dụng mũi nửa kép ha. Đối với những size lớn, các bạn móc mũi kép đơn thì ta sẽ móc mũi kép đơn cho hàng đầu tiên, hoặc là mũi móc đơn thì ta sẽ thay là mũi móc đơn ha. Ở đây mình dùng mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép và cũng móc vào chân ở phía trong. Tương tự chân kế tiếp cũng vậy, một mũi nửa kép vào chân móc này. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Từ đây làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ có một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Làm lần lượt cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì phần thân giày của mình đã lên được độ cao một hàng móc như thế này. Ở cái phần mặt đế ta có chừa ra một mũi móc nè. Cái mũi móc này nó sẽ giúp ta khi dán đế vào, nó sẽ giấu được cái phần đế ở phía dưới khi dán ha. Tiếp tục móc vào chân móc của mũi nửa kép đầu tiên bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. 1 2 Đối với những size chân của bé hơi tròn ở cái phần thân chân, các bạn sẽ móc cho mình hàng móc tiếp theo là hàng móc mũi kép đơn ha. Còn những bé mà chân ốm thì các bạn sẽ móc cho mình mũi nửa kép. Ở đây mình sẽ móc mũi kép đơn cho bé chân múp ở phần thân chân nè. Móc vào chân đầu tiên là chân móc mà ta vừa móc mũi dời á. Các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Tiếp tục chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Và chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng.
mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc được đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời, lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì lúc này phần thân dày của mình đã cao lên được hai hàng móc. Đây, nó sẽ phù hợp với chân của những bé có cái độ móp ở phần thân chân ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần quai phía sau và trang trí mặt sư tử. Từ cái chân móc mũi dời cuối cùng của cái phần thân dày này nè, các bạn sẽ đếm ngược ra cho mình 6 mũi móc. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 6 ha. Các bạn đâm kim vào đây. Sau đó đưa sợi len ra phía sau hàng móc. Móc và kéo len qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc ta vừa đâm kim, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn và khi móc lưu ý giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nè. Sợi len thừa cuối cùng ở đây cũng móc vào trong mũi móc luôn nha. Để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Tương tự chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Thì lúc này cái sợi len thừa của mình được giấu vào trong mũi móc nè. Đây nó sẽ giấu vào trong mũi móc và cái mũi móc của mình nó sẽ hoàn thiện hơn ha. Tương tự cho chân móc kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Khi ta gặp đôi cái phần mặt đế lại thì cái mũi móc cuối cùng nó sẽ thẳng hàng với cái mũi móc đầu tiên mà ta gây nên nè. Đây, hai cái mũi móc đầu tiên và cuối cùng nó sẽ có cái độ thẳng hàng với nhau như thế này ha, để ta tạo cái phần dây quai cài ở phía sau. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn, ta gặp đôi mặt đế lại thì cái mũi móc cuối cùng nó sẽ chạm với cái mũi móc đầu tiên ở phần quai nè. Đây, hai mũi móc nó sẽ thẳng hàng với nhau như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn móc cái phần dây quai ở phía sau để mình có thể cài vào điều chỉnh phần cổ chân của bé. Lúc này cái phần gót giày của mình đã lên được độ cao 3 hàng móc như thế này. Từ đây tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc tạo cái phần dây quai cài á, các bạn sẽ tạo cho mình một phần đuôi nhỏ ở phía sau gót giày nè. Và ta sẽ giảm mũi cho cái phần gót giày này nó được nhỏ lại để khi bé sử dụng lâu dài á, cái phần này nó không có bị giãn ha. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc nằm chính giữa của cái phần gót giày này nè. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tổng số mũi móc của phần dây quai này các bạn trừ ra cho mình 6 mũi móc. Thì 6 mũi móc này ta sẽ tiến hành chụm mũi và tạo cái phần đuôi ở gót giày. Chân móc thứ nhất và thứ hai của 6 mũi mà ta trừ ra, ta sẽ tiến hành chụm lại thành một chân. Đây, chân móc thứ nhất và thứ hai của 6 mũi mà ta trừ ra. Các bạn sẽ tiến hành chụm lại thành một chân ha. Lấy len và đâm kim vào chân thứ nhất nè. Kéo len, sau đó kéo qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân thứ hai của 6 mũi. Kéo len, kéo qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim được 3 mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Thì ta chụm lại được hai mũi phía dưới thành một mũi ở phía trên. Chân móc thứ ba của 6 mũi ta trừ ra sẽ là cái chân móc nằm chính giữa của cái phần gót giày á. Đây, nó sẽ nằm thẳng hàng với cái phần gót giày đây. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc thứ ba này một mũi kép đơn.
Từ đây móc lên 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4. Sau đó đâm kim vào cái chân móc mà ta vừa móc nè. Đây các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi dời. Sau đó đâm kim vào chân móc thứ tư của 6 mũi ta trừ ra và móc vào đây một mũi kép đơn. Như vậy là mình vừa tạo ra được một phần đuôi nhỏ cho họa tiết giày của mình ha. Tiếp tục hai chân móc còn lại, hai chân móc mà ta trừ ra của 6 mũi đầu tiên á, các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một chân. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Kéo qua hai chân móc trên kim, lấy len và đâm kim vào chân móc thứ 6. Kéo len và kéo qua hai chân móc trên kim, sau đó kéo len qua ba chân móc trên kim. Các chân móc còn lại, mỗi chân móc sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng. Sau khi đã móc được đến chân móc cuối cùng thì lúc này cái phần gót giày của mình, hàng móc cuối cùng này nó sẽ có cái độ bo ôm lại nè. Nó sẽ giúp mình ôm được cái phần gót chân của bé ha và tạo được một cái phần đuôi xinh xắn ở đây. Từ đây móc lên 20 mũi móc xích để ta tạo cái độ dài cho sợi dây qua cài. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Khi được 20 mũi móc xích thì ta sẽ trừ ra 3 mũi móc xích và đâm kim vào chân móc thứ 17. Móc vào chân móc thứ 17 một mũi kép đơn. Chân 16 cũng móc một mũi kép đơn. Tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã tạo được sợi dây cài với độ dài 17 mũi móc, thì các bạn sẽ tiến hành đưa đầu kim xuống cho mình vào cái chân móc của cái hàng móc phía dưới á. Đây, đâm kim vào chân móc này và móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc, thì mình sẽ hoàn tất được chiếc giày ở bên trái như thế này. Đây là chiếc giày ở bên trái. Để tạo được phần dây quai ở chiếc giày bên phải thì giống như những clip trước mà mình hướng dẫn các cái mẫu giày khác á, để tạo cái sợi dây cài này nè. Thì đầu tiên ta sẽ móc lên một hàng móc như thế này, tương tự như cái mẫu giày mà mình vừa móc. Khi móc đến đây rồi thì móc lên cho mình một dây móc xích để tạo cái phần dây quai 17 mũi móc nè. Đây, được hàng móc đầu tiên rồi thì từ đây sẽ tạo sợi dây cài 17 mũi móc nè. Đến đây thì móc vào các chân móc ở phía sau này và phía sau cũng tạo cho mình một cái phần đuôi tương tự ha. Móc đến cuối hàng. Và khi đã móc được đến cuối hàng thì ta sẽ tiến hành cắt len ở điểm này và giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ở đây. Thì ta sẽ hoàn tất được chiếc giày ở bên phải. Còn chiếc giày bên trái thì làm như mình hướng dẫn ha. Các bạn tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần trước của giày. Ở đây mình cũng dùng sợi len màu vàng tạo một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 8 mũi móc đơn liên tiếp. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Và móc đơn thứ tám. Khi được 8 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên thì móc cho mình vào chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng móc này nè. Đây là chân móc của mũi móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời.
Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Ở cái sợi len thừa này ta sẽ gút thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại. Vòng móc thứ hai móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời á của cái vòng móc đầu tiên này nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên và móc vào đây 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất. Tiếp tục kép đơn thứ hai. Và kép đơn thứ ba. Sau khi đã được 3 mũi kép đơn vào chân đầu tiên thì chân móc thứ hai của vòng tròn đầu tiên cũng móc vào đây 3 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2 và 3. Như vậy là hai chân móc đầu tiên của cái vòng tròn nhỏ phía dưới mình đã tạo ra được 6 mũi móc ở phía trên nha. 6 mũi móc. Thì 6 chân móc còn lại cũng làm tương tự cho mình. Mỗi chân móc ta sẽ có 3 mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tương tự ha. Thì cái vòng tròn thứ hai mình sẽ nhân lên được là 24 mũi móc cho cái vòng tròn thứ hai này ha. Mỗi chân móc ta sẽ có 3 mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân thứ ba có 3 mũi kép đơn nè. 2 và 3. Sau đó móc tương tự cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc sẽ có 3 mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc vào 8 chân móc của cái vòng tròn nhỏ đầu tiên. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì lúc này vòng tròn thứ hai của mình đã có được 24 mũi móc. Tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời. Móc vào đây cho mình một mũi dời nè. Chân móc kép đơn đầu tiên của vòng móc này. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Vòng móc thứ ba ta cũng tăng mũi, nhưng vòng móc thứ ba này ta sẽ tăng 12 mũi cho cái vòng tròn thứ ba này. Thì cái chân móc đầu tiên ta vừa móc mũi dời, các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi kép đơn. Đây, móc vào cái chân móc ta móc mũi dời này một mũi kép đơn. Sau đó chân móc thứ hai sẽ móc vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 và 2. Tiếp tục chân thứ ba của vòng tròn thứ hai móc một mũi kép đơn. Thì chân thứ tư sẽ móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Ta vừa tạo ra được các cụm chân móc nè. Một mũi kép đơn xen kẽ 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Tiếp tục một mũi kép đơn xen kẽ là 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Thì các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình nha. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Cũng móc xen kẽ một mũi kép đơn vào chân móc kế bên. Thì chân móc kế tiếp ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào chân móc này. 1 và 2, sau đó làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì hàng móc thứ ba của mình được 36 mũi móc. Ta sẽ có xen kẽ các cái cụm chân móc ha. Một mũi kép đơn xen kẽ là 2 mũi kép đơn cùng chân móc nè. Đây. Thì ta sẽ có 36 mũi. Để kết thúc cái vòng móc này cũng tương tự, móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời. Từ đây móc lên cho mình 3 mũi móc xích để mình tạo cái phần tai cho họa tiết sư tử. Móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 và 3. Khi được 3 mũi móc xích thì tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. 1 2. Đâm kim vào chân móc thứ ba và móc một mũi nửa kép. Chân thứ hai cũng tương tự một mũi nửa kép. Ở chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình vào đây một mũi móc đơn. Sau đó đâm kim vào chân móc ta vừa móc mũi dời á, đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi dời của cái phần mặt này nè. Móc vào đây một mũi dời. Ta được cái phần tai đầu tiên của họa tiết sư tử. Để tạo cái họa tiết phần tai thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vào chân kế bên và móc vào đây một mũi dời. Đây, đâm kim vào chân kế bên và móc mũi dời thứ hai. Tiếp tục chân kế tiếp móc một mũi dời thứ ba.
chân bên cạnh móc một mũi dời thứ tư, chân kế bên móc một mũi dời thứ năm, tiếp tục mũi dời thứ sáu vào chân thứ sáu, mũi dời thứ bảy vào chân móc thứ bảy, tương tự mũi dời thứ tám vào chân thứ tám và mũi dời thứ chín vào chân móc thứ chín. Khi dời mũi móc đến chân móc thứ chín thì các bạn sẽ tạo cho mình một phần tay tương tự như cái phần tay mà mình vừa tạo ở bên này. Và lúc này cái khoảng cách của cái phần tay ta vừa tạo với khoảng cách mà ta bắt đầu tạo phần tay thứ hai nó sẽ cách nhau là 9 mũi móc. Hoặc là các bạn cũng có thể tăng giảm cho mình cái khoảng cách này cũng được ha. Từ đây lên 3 mũi móc xích. Sau đó tiếp tục lên 2 mũi móc xích và móc vào chân thứ ba một mũi nửa kép. Chân thứ hai tương tự một mũi nửa kép. Và chân móc thứ nhất sẽ là một mũi móc đơn. Khi đã hoàn tất được 3 mũi móc thì đâm kim vào chân móc thứ 9 của cái phần mặt này nè và đâm kim vào đây móc cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là họa tiết mặt của sư tử mình đã hoàn tất như thế này ha. Nó có hai cái phần tai đều nhau nè. Khi cắt len các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng cái đoạn len này khâu vào trong thân giày. Bây giờ mình tiếp tục móc phần bờm ở phía ngoài. Ta sẽ sử dụng sợi len màu cam ha. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào một chân móc bất kỳ của cái phần mặt nè. Thì khác với cái phần mặt đế, ta đâm kim vào cái chân ở phía trong. Thì lúc này cái phần bờm các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc ở phía ngoài, vào mỗi chân móc ha. Đây, hai chân móc như thế này và đâm kim vào chân phía ngoài nè. Các bạn sẽ đâm vào một chân móc bất kỳ ha để ta tạo cái phần bờm này. Có hai chân móc nè. Đâm kim vào cái chân móc ở phía ngoài. Thì tất cả các cái chân móc để tạo cái phần bờm ta đều đâm kim vào chân móc ở phía ngoài nha. Đâm kim cho mình vào một chân móc bất kỳ. Sau đó kéo sợi len màu cam qua chân móc. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Di chuyển kim đến chân móc kế bên, cũng đâm kim vào chân phía ngoài và móc vào đây một mũi kép đơn. Đây, đâm kim vào chân phía ngoài như thế này và móc vào đây một mũi kép đơn. Chân móc kế bên cũng móc một mũi kép đơn vào cái chân móc ở phía ngoài. Đây là chân móc phía ngoài này, móc vào đây một mũi kép đơn. Khi được hai mũi kép đơn vào hai chân móc liên tiếp thì móc lên hai mũi móc xích. Và móc vào chân móc kế bên của cái phần mặt sư tử, cũng móc vào chân phía ngoài ha, móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì ta vừa tạo ra được họa tiết bờm đầu tiên. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa màu cam vào trong mũi móc nha. Tiếp tục cái họa tiết bờm kế tiếp, cũng đâm kim cho mình vào chân móc phía ngoài kế bên và móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai cho chân móc kế bên. Được hai mũi kép đơn rồi thì móc lên hai mũi móc xích, đâm kim vào chân móc kế tiếp và móc vào đây một mũi dời. Ta được họa tiết bờm thứ hai. Từ đây tiếp tục lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc cuối cùng. Mỗi họa tiết bờm mình sẽ có hai mũi kép đơn cho hai chân móc kế tiếp nhau ha. Sau đó lên hai mũi móc xích, móc vào chân móc kế bên một mũi dời. Lên hai mũi xích. Hai chân kế tiếp nhau, mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Lên hai xích. Đâm kim vào chân kế tiếp, móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục lên hai xích. Hai chân kế bên, mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tiếp tục lên hai xích.
Khi đã móc được đến cái phần tai này thì cũng đâm kim cho mình vào chân móc mũi dời của phần tai đầu tiên. Móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục lên 2 xích. Sau đó đưa cho mình cái phần tai này ra phía trước của mặt. Ở cái phần tai phía sau này nè, ta có cái chân móc của cái mũi dời mà ta kết thúc của phần tai á. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đây và tạo cho mình một họa tiết bờm ha. Đây. Móc vào đây một họa tiết bờm tương tự nè. Thì mũi móc đó được coi là một chân móc nha. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc của mũi dời này, móc vào đây một mũi kép đơn nè. Lúc này cái phần tai của mình nó đã nằm ở phía trên của mặt rồi nè. Thì cái chân móc kế tiếp của cái phần bờm này các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân móc phía ngoài của các cái mũi dời mà ta tạo khoảng cách của hai phần tai nè. Thì đây sẽ là cái chân móc phía ngoài. Các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân móc phía ngoài này. Móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục lên hai mũi xích. Tương tự cũng đâm kim vào chân kế tiếp nè, cũng đâm kim vào cái chân phía ngoài như thế này ha. Đây, chân phía ngoài nè, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi dời để kết thúc cái họa tiết bờm này. Sau đó sẽ lên hai mũi móc xích và làm tương tự cho các cái họa tiết bờm còn lại. Lúc này cái phần tai nó đã nằm ở phía trước của mặt. Các bạn sẽ làm tương tự cho đến cuối hàng nha. Tạo các cái họa tiết bờm gồm hai mũi kép đơn như thế này. Sau khi móc đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng mà ta kết thúc sẽ đâm kim vào chân móc mà ta bắt đầu móc của cái phần bờm á. Móc vào một mũi dời sau đó kéo và cắt len. Lúc này sợi len thừa của mình nó đang nằm ở phía trên. Các bạn sẽ lấy kim, đâm kim từ phía dưới lên phía trên của chân móc mà ta vừa móc mũi dời á. Đâm kim từ dưới lên trên sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Ta vừa hoàn tất được họa tiết trang trí sư tử. Bây giờ mình sẽ tiến hành khâu vào trong thân dây nha. Các bạn sẽ dùng kim khâu xỏ cho mình cái sợi len thừa mà ta chưa ra nè. Sau đó ướm mặt sư tử vào trong phần thân dây thì lúc này cái mũi khâu của mình nó sẽ bắt đầu khâu ở cái phần tai mà ta móc thứ hai ha. Ta bắt đầu khâu từ bên này qua. Và để khâu sao cho cái mặt thân dày nó được cân đối hơn thì các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc từ cái phần tai này. Đây, tổng số mũi móc từ phần tai này qua phần tai bên này ha. Đếm đến cái chân móc mũi dời của phần tai đầu tiên á, ta sẽ đếm coi ở đây được bao nhiêu mũi móc nè. Sau đó tổng số mũi móc này các bạn sẽ đếm cho mình ở cái phần thân dày. Ta đếm từ cái phần gót giày lên được bao nhiêu mũi móc bằng với số mũi móc của cái phần mặt mà mình vừa đếm ở đây nè. Sau đó còn dư lại bao nhiêu mũi móc thì các bạn chia đôi. Ta sẽ được khoảng cách từ gót giày ở phía dưới lên phần mặt ở phía trên ha. Hai cái khoảng cách này hai bên nó sẽ bằng nhau. Đây, ta sẽ đếm số mũi móc ở cái phần mặt trước. Sau đó sẽ đếm số mũi móc ở cái phần thân giày tính từ gót giày lên. Được bao nhiêu mũi thì dư ra cái số mũi móc này. Chia đôi thì sẽ ra được khoảng cách ở hai bên từ gót giày lên phần mặt ha. Hai bên này nó sẽ bằng nhau. Thì đối với mẫu giày này mình có dư ở hai bên thân là 6 mũi móc. Các bạn sẽ đếm ngược lên cho mình 6 mũi nha. 3, 4, 5, 6. Sau đó đâm kim vào chân móc thứ 7 thì 6 mũi móc ở đây sẽ là cái số mũi móc mà ta chia được ở cái phần số dư ha. Và cái khoảng cách từ cái phần sau đến cái mặt sẽ là 6 mũi móc nè. Đâm kim vào chân móc thứ 7, đồng thời đâm kim cho mình vào các cái chân móc mà mình chừa ra ở cái phần mặt á. Ta sẽ tiến hành khâu vào trong thân giày với các cái mũi móc mà ta chừa ra ha. Ta sẽ đâm kim vào hai cái mũi móc song song như thế này, chân thứ 7 và cái chân móc ở cái phần mặt nè. Sau đó kéo len. Như vậy là ta có thể khâu được cái phần mặt vào trong thân giày ha. Các bạn cứ lấy tay ấn cho mình các cái họa tiết bờm này ra phía trước nè, thì ta sẽ hở ra được các cái mũi móc mà mình chừa ra. Sau đó cứ lần lượt đâm kim vào chân kế bên của phần thân giày và chân kế tiếp của cái phần mặt. Đâm kim song song như thế này và kéo len. Tiếp tục đâm kim vào chân kế bên của phần thân và chân kế tiếp của phần mặt. Đâm kim song song vào hai chân móc như thế này và kéo len. Đâm kim vào chân kế bên của phần thân và chân kế tiếp của phần mặt.
Đâm kim vào hai chân móc song song như thế này và kéo len. Lưu ý khi kéo len các bạn siết thật mạnh vào cho sợi len của mình nó được chắc chắn hơn nha. Ta sẽ khâu tương tự cho đến phần tay còn lại. Thì cái số mũi móc dư nó sẽ là 6 mũi móc ở bên này nè. Khâu cho đến cái mũi móc cuối cùng ở cái phần tay này. Thì ta sẽ chừa ra được 6 mũi móc ở bên này ha. Cũng đâm kim vào chân kế bên và chân kế tiếp của phần mặt với phần thân, sau đó kéo len và khâu tương tự cho mình cho đến các cái chân móc cuối cùng. Sau khi khâu hoàn tất được phần mặt vào trong thân giày thì lúc này cái số mũi móc dư cuối cùng ở bên này nó cũng bằng 6 mũi, tương tự giống như 6 mũi móc mà ta chừa ra bên đầu ha. Bây giờ mình sẽ móc họa tiết trang trí cho mặt của sư tử. Ở đây mình đã có móc sẵn một họa tiết vòng tròn như thế này để mình trang trí cho phần miệng của sư tử. Để canh chỉnh cho cái vòng tròn màu trắng này nó phù hợp được với cái gương mặt thì các bạn sẽ sử dụng cho mình mũi nửa kép để móc cái vòng tròn này ha. Ta sẽ tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc cho mình vào vòng tròn vừa tạo 8 mũi nửa kép. Các bạn sẽ móc cho mình vào đây 8 mũi nửa kép. Nửa kép thứ nhất. Tiếp tục mũi nửa kép thứ hai. Mũi nửa kép thứ ba. Nửa kép thứ tư. Mũi nửa kép thứ năm. Nửa kép thứ sáu. Nửa kép thứ bảy. Và nửa kép cuối cùng, nửa kép thứ tám. Sau khi đã được 8 mũi nửa kép liên tiếp vào cái vòng tròn đầu tiên thì móc vào chân móc của mũi nửa kép đầu tiên một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Ở cái vòng tròn đầu tiên á, tương tự các bạn cũng kéo cho mình sợi len ngắn, cuốc thật mạnh vào để vòng tròn của mình nhỏ lại. Sau đó dùng keo nến hoặc là kim khâu khâu cho mình hai cái họa tiết này vào trong phần mặt của sư tử. Đối với cái mặt đế ở phía dưới, các bạn sẽ sử dụng keo nến và ta dùng súng bắn keo làm keo nóng chảy để dán cho mình cái phần đế xốp này vào trong đế len ha. Ở mặt đế len thì nó có độ co giãn, khi dán các bạn sẽ tiến hành nắn chỉnh cho mình để cái mặt đế len nó được ôm sát vào mặt đế xốp ha, để ta có thể phân biệt được chiếc trái phải. Sau đó trang trí cho mình mặt sư tử. Sau khi dán được mặt đế xốp vào trong mặt đế giày len thì các bạn khâu cho mình thêm một hạt nút ở đây để mình có thể cài điều chỉnh cho phần dây quai và trang trí mắt cũng như là mũi cho họa tiết sư tử nè. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu giày len cho bé với họa tiết sư tử ở phần thân giày như thế này. Chúc các bạn thành công!